Ok, Dương Quyết xin chào anh chị em cô dì chú bác nhé, đang theo dõi kênh Bình Mã TV. Hôm nay Dương Quyết lên sóng cho anh chị em là con em ngựa màu nhá. À, em này hơi nghịch tí nhá, em được luôn. Đấy, khá béo nhá. Đấy. Bây giờ mình sẽ tả sơ sơ bộ và em này nhá. Hôm nay em này cũng hơi nghịch tí nhưng mà nên không lấy thước đo được. Đấy là một số cô bác là bảo là có nghĩa là mình làm video dài quá. Đấy, cho nên bây giờ mình sẽ làm ngắn bớt đi cho anh chị em cô dì chú bác xem video cho nó nhanh hơn nhé. Đấy, thì mình sẽ rút kinh nghiệm từ những cái comment từ những các bạn ấy. Đấy, các chú các cô các bác ấy bảo là dài quá thì hôm nay Dương Quyết sẽ review ngắn hơn nhé, review sơ qua thôi, sơ bộ qua cân nặng chiều cao bằng mắt và đoán cân luôn nhé. Ok, tiếp tục theo dõi video của mình nhé. Ok nhá, anh chị em có gì cô bác đây. À, em này là khá là đẹp luôn nhá, hàng cũng khá béo khá mập luôn nhá. Em này cao tầm độ 1m15 nhá, 1m12 đến 1m15. Đấy, vòng ngực nó chỉ rơi vào tầm độ 1m25 thôi nhá, khá béo luôn, khá dài ngựa luôn. Anh em nào chị em có cô gì có muốn bắt ngựa màu về là thịt ăn mùng 2 tháng 9 là một này, và ăn Tết là hai này. Đấy, em này là phù hợp cho tầm độ 2 người đến 1 đến 2 người chung nhau nhá. Đấy, thịt xong thì thịt ăn Tết mùng 2 tháng 9 hoặc là ăn ăn Tết này. Đấy, âm lịch các thứ là hai người vừa ăn lấy thịt là vừa nấu cao được nhá. À, mình nói thế anh em này bảo sát sinh quá nhưng mà cái ngành nghề phải chịu thôi. Giờ nhiều ngành nghề sát sinh thịt trâu bò thịt lợn nó vẫn thế anh chị em ạ. Đấy, đây ok nhá. Hôm nay lên cho anh chị em cô dì chú bác là một em này nhá, khá chuẩn luôn. Em này hơi nghịch tí nhá, xuất luôn nhá. Em này mình sẽ xuất giá ở dưới phần mô tả luôn nhá. Nhiều anh chị em cô dì cô bác là không bảo mình là khi mà đưa ngựa review lên thì không xuất giá cho anh em, là anh em cứ hỏi giá gọi điện là cũng nhiều. Đấy, bây giờ mình xuất giá lên. Anh chị em cô dì chú bác nào muốn hỏi thêm thì hãy tìm liên hệ của mình dưới phần mô tả, hoặc là liên hệ mình chạy trên số điện thoại mình chạy trên màn hình luôn nhá, hoặc là bấm vào phần mô tả video là có luôn nhá. Mình sẽ quay kỹ hơn nhé. Đây, em này nếu mà rơi vào tầm độ, nếu mà cạo phải rơi tầm độ 65 cân nhé. À, còn nếu lột thì phải rơi vào tầm độ 60 cân đổ lên tí. À, ok. À, anh chị em có gì cho bác nhìn rõ nhá, quay ngang ngựa này, nói thẳng và chi tiết luôn, không vòng vo nữa. Nhìn anh em nhìn ngựa là biết dài hay ngắn rồi nhá, khá đẹp luôn, thuộc hàng ngựa Lào, khá rắn thịt luôn nhá. Đấy, nó nhát ngựa người tí nhưng tại vì không lâu không động vào nó nhát mọi lần vẫn động được nhá. Đấy, rồi ok, chi tiết mình quay đến đây thôi nhá, anh em mà nhìn ngựa là biết rồi. Bây giờ mình sẽ không quay dài dòng nữa, tại vì mình quay một cái video tầm độ 18 đến 19 phút thì mọi người lại bảo dài dòng. Mình sẽ quay tầm độ hạn chế là 5 phút đến 10 phút thôi nhé, để cho nó bớt ngắn cái thời gian các bạn xem lại. Đó, ok, anh em nào, anh chị em cô chú chú bác nào yêu quý kênh cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để theo dõi những cái chuyến mình đi thịt ngựa nấu cao cho khách ở nhà hàng khách sạn này, review về ngựa này, mình review cho các bạn xem này, ngựa bạch này, ngựa kim, ngựa thường mình review hết nhé. Anh em nào mà xem giá mà hợp lý thì đến nhà mình, địa chỉ mình có hết là hợp lý thì ok xuất luôn nhé. Đấy, anh em phải đăng ký và bấm nút chuông nhé, khi nào ngựa về thì mình thông báo cho bạn luôn, gửi vào tận điện thoại cho bạn luôn nhé. Ok, xin phép là kết thúc video đấy nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.